Ok, xin chào các bạn, xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Mình là Alex Vũ, là giám đốc tuyển sinh và hợp tác quốc tế của trường đại học Sydney tại Việt Nam. Và cùng có mặt ngày hôm nay với Alex, Alex xin được trân trọng giới thiệu thầy Dr. Stephen Hitchcock. Please introduce yourself. My name is Stephen Hitchcock. I'm a lecturer at the University of Sydney Business School. I do a lot of teaching for units such as placements and internships and study tours and consulting projects. Yeah. So đây là thầy Stephen Hitchcock, thầy dạy tại trường Business School của Đại học Sydney. Thầy dạy rất là nhiều những chuyên ngành khác nhau mà chủ yếu tập trung chuyên môn của thầy là về những cái mảng liên quan tới việc kết nối học sinh với những cái project, những cái chương trình hoạt động cho các bạn học sinh có tính hướng nghiệp, có tính thực tế cũng như là những chương trình thực tập cho các bạn học sinh tại trường Đại học Sydney. Sẽ khác khác giới thiệu sơ qua chút xíu về agenda, tức là cái nội dung chương trình sơ lược của ngày hôm nay. Thì Alex sẽ giới thiệu một chút xíu qua về trường đại học Sydney, vì sao đây được gọi là Harvard của đất nước Úc. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ đi sâu vào chút xíu vào trường đại học Sydney, khoa Business School của trường. Khoa này có gì đặc biệt là một trong những khoa Business School lớn nhất của toàn Úc và đạt được rất nhiều danh hiệu khác nhau trên thế giới nữa, cũng như là một trong những niềm tự hào của đất nước Úc. Thì chắc là Alex sẽ nói thêm chút xíu vào khoảng đấy nhé. Và sau đấy chúng ta sẽ được nghe thầy Steven nói qua về những chương trình mà trường đại học Sydney đã và đang hỗ trợ cho học sinh, để vì sao mà các bạn sinh viên đã trở thành một trong những người mà có việc làm, tốt nghiệp có việc làm được gọi là đứng thứ tư trên toàn thế giới các bạn ơi. Thì chắc là đây là một trong những chương trình, nội dung của chương trình chúng ta ngày hôm nay nhé. Và chắc chắn là Alex sẽ đề cập tới phần scholarship, một phần thông tin rất là quan trọng học sinh Việt Nam chúng ta nó rất là mong đợi, phải không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nói qua phần đầu tiên, đó là nói về trường đại học Sydney. Vậy chắc là Alex cũng biết rằng là hầu hết các bạn học sinh sinh viên đang có mặt ngày hôm nay, các bạn cũng quan tâm rằng là việc đi du học không chỉ là đất nước Úc không thôi mà rất là nhiều nước khác trên thế giới các bạn đang tìm hiểu và các bạn đang lựa chọn cho mình xem là lựa chọn nào, option nào, trường đại học nào sẽ là phù hợp nhất với lại khả năng học thuật, khả năng tài chính cũng như là niềm đam mê của bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Và chắc chắn trong đấy các bạn sẽ rất quan tâm việc rằng là trường đấy có những cái cơ hội gì, những cái học bổng gì và cũng như rằng là đất nước các bạn muốn đến đấy sẽ có những cái chất lượng đào tạo cũng như là cái hỗ trợ cho sinh viên về việc làm như thế nào nữa ha. Thì Alex cũng sẽ trình bày tất cả mọi thứ trong phần livestream sắp tới đây. Vậy chắc là không đợi các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta bắt đầu vào ngay chương trình nhé. Phần đầu tiên, Alex được phép giới thiệu qua về trường đại học Sydney, vì sao đây được gọi là trường gọi là Harvard của đất nước Úc. Thì chắc là các bạn cũng biết rằng đại học Sydney là trường đại học đầu tiên của đất nước Úc được Nữ Hoàng Anh thành lập đúng theo mô hình của hai trường đại học, đó là đại học Cambridge và đại học Oxford, một trong hai trường đại học rất là danh tiếng trên thế giới, đúng không ạ? Chắc là cũng thuộc dạng bây giờ của mình là top 5 trên toàn cầu. Và các bạn có thể thấy rằng đây cái logo của trường đại học Sydney đây các bạn ha, logo này cũng là do hai cái trường đại học, hai cái yếu tố của hai trường đại học đấy là đại học Cambridge và Oxford. Quyển sách của trường đại học Oxford và con sư tử của trường đại học Cambridge, đây là hai trường đại học đỡ đầu của đại học Sydney. Do đó các bạn thấy rằng là đại học Sydney cũng mang tính học thuật cũng rất là ổn và danh tiếng trên thế giới cũng rất là cao. Hiện bây giờ trường đại học Sydney đang thứ hạng là 28 trên toàn cầu những trường đại học tốt nhất trên toàn thế giới theo bảng xếp hạng US News Report năm 2022 và được xếp hạng 38 trên toàn thế giới theo bảng xếp hạng QS Ranking mới nhất năm 2022 ha. Một thông tin cũng thú vị nữa cho các bạn học sinh đó là chắc là các bạn cũng theo dõi thời sự gần đây, cách đây khoảng 2 tuần trước thôi thì một người thủ tướng mới của nước Úc vừa được bầu ra là ngài Anthony Albanese, là một trong những cựu sinh viên của trường đại học Sydney. Và nếu mà các bạn có tìm hiểu cụ thể hơn nữa thì ngài đã tốt nghiệp Bachelor Economics tại trường đại học Sydney. Và một cái thông tin vui cho các bạn học sinh đó là trường đại học Sydney đã đào tạo ít nhất là 50% tổng số lượng thủ tướng của đất nước Úc mà đã có bằng đại học trở lên các bạn ha, tức là một nửa thủ tướng của đất nước Úc tốt nghiệp từ trường đại học Sydney là có bằng cấp đại học trở lên các bạn ha. Và ngoài ra thì trường còn có rất là nhiều những vị nhân đã tốt nghiệp ở đây như là những chánh án tòa án này hay những giải Nobel. Nhắc về giải Nobel thì chắc là các bạn cũng biết rằng là Wi-Fi, một trong những phát minh mà rất là thay đổi thế giới đấy các bạn, cũng là do cựu sinh viên đại học Sydney phát minh ra Wi-Fi các bạn nhé. Những giải du hành vũ trụ này, học bổng Ross Scholarship hay là giải thưởng về báo chí Pulitzer vân vân, và rất là nhiều giải vô địch Olympics. Lý do vì sao Alex nói về Olympics tại đây tại vì trường Sydney rất là mạnh về những ngành thể thao này các bạn. Thể thao đây không có nghĩa rằng là các bạn chỉ nói là về thi đấu không thôi, hay là các bạn chỉ nói là về vận động viên như thế nào vân vân, mà rất là nhiều những cái yếu tố khác trong thể thao nữa, như là dinh dưỡng cho vận động viên này, những cái ứng dụng trong sức khỏe cho vận động như thế nào vân vân, cũng là một trong những điều đó Sydney rất là tự hào. Và trong năm 2021 vừa qua tại kỳ Olympics ở Tokyo thì phái đoàn của đại học Sydney bao gồm cựu sinh viên và sinh viên đang học của trường đã giành tổng cộng là 7 huy chương tất cả, là thật sự là vượt hơn một số đất nước, phải không các bạn ha. Tổng sinh viên của trường Sydney đang có là hơn 74.000 sinh viên đến từ 150 quốc gia khác nhau, và cộng đồng người Việt Nam của mình tại đây cũng rất là đông đảo các bạn ơi. Trong số 28.000 sinh viên quốc tế đấy thì sẽ có khoảng chừng từ 800 tới 1.000 người là sinh viên mang quốc tịch Việt Nam của chúng ta.
Rồi, một điều các bạn cũng sẽ hỏi rằng là à, trường đại học Sydney cũng có hoành tráng như vậy rồi, thì trường nằm ở vị trí nào? Trường nằm ở trên đồi hay nằm ở gần biển hay nằm ở đâu tại Sydney? Chắc là các bạn cũng biết là Sydney là một thành phố rất là lớn không ạ? Và trường Sydney do vì thế là trường đại học đầu tiên của đất nước Úc, nên do đó thì trường nằm ngay trung tâm thành phố Sydney các bạn nhé. Trung tâm thành phố Sydney rất là dễ cho các bạn di chuyển từ bất kỳ nơi nào thành phố bằng phương tiện công cộng đến trường. À, và chắc là Alex sẽ hỏi thầy Stephen một câu hỏi để các bạn sẽ thử nào à, trường Sydney đi lại dễ dàng như thế nào nhé. So Stephen, can I ask a quick question about the location of the University of Sydney? Is it convenient for you to go to work every day? Oh, it's very convenient. I live one train stop away, and a lot of the train lines have express routes that stop right by the university. Perfect. Thầy cho rằng là thầy cũng sống được một nơi cũng khá là tiện cho các bạn, cho thầy đi làm mỗi ngày các bạn ơi. Thầy chỉ cần đi đúng một trạm thôi, và một trạm xe ở bên trường bên mình nước Úc thì chắc là các bạn cũng biết rằng là sẽ rất là nhanh, nếu mà khoảng chừng 3-5 phút là đến rồi. Do đó thì các bạn thấy là thầy đi train từ nhà thầy đến trường chỉ đúng một trạm thôi. Có ngay trạm đó các bạn thành thế là thầy đi bộ từ trạm đến tới Business School cũng rất là dễ các bạn nhé. Do đó thì rất là di chuyển dễ dàng ở thành phố Sydney đến trường đại học Sydney nhé. Và một điều tiếp theo Alex muốn nói đó là khuôn viên của trường thì cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ đẹp các bạn nhé. Đây là một trong những khuôn viên đẹp nhất của đất Úc và top 10 khuôn viên đẹp nhất trên thế giới. Đặc biệt bên cạnh hơn 100 tòa nhà khác nhau phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu, thì trường đại học Sydney còn có những viện bảo tàng, những nhà trưng bày nghệ thuật, những rạp hát, và đặc biệt nhất là hệ thống thư viện học thuật lớn nhất Nam bán cầu có mặt tại đây. Các bạn sẽ dành rất là nhiều thời gian trong thư viện của trường Sydney. Chắc là các bạn cũng thấy rằng là do các bạn học sinh phải xây dựng cái tinh thần tự học khá là cao, và bên cạnh đó các bạn sẽ có một cái khoảng không gian trên thư viện của các bạn để các bạn tự tìm hiểu thông tin hoặc là học lại những bài vở đã học trên lớp chẳng hạn. Thì thư viện của trường Sydney rất lớn, rất rộng, rộng rãi, lớn nhất Nam bán cầu, và có thậm chí là có phòng tắm, phòng ngủ cho học sinh nha các bạn ơi. Một điều tiếp theo Alex muốn nói là đó là về chất lượng đào tạo của trường. Vậy thì trường đại học Sydney danh tiếng như thế nào trên thế giới? Chúng ta biết rằng đây là trường đại học đầu tiên rồi, nhưng mà về chất lượng đào tạo cũng như là danh tiếng cũng như là độ công nhận trên toàn cầu thì sao? Thì chắc là các bạn cũng biết rằng đại học Sydney chúng tôi rất là tự hào ở chỗ chúng tôi không chỉ đào tạo sinh viên cạnh tranh về mặt học thuật và việc làm trong nước Úc thôi, mà chúng tôi còn cạnh tranh với tất cả những nơi khác tại Mỹ, tại châu Âu hay tại châu Á. Các bạn học sinh sinh viên của chúng tôi đều thành công cả. Nếu các bạn quan tâm tới những cái nhóm ngành cụ thể thứ hạng của từng nhóm ngành một đấy, thì đa phần các ngành của trường đại học Sydney nằm trong top 5, 10, 20 hoặc là 30 trên toàn cầu. Còn đặc biệt nhất, một điều đặc biệt nhất Alex muốn nói với các bạn chắc chắn luôn là 90% học sinh sinh viên khi mà đi học, các bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là vậy thì có dễ tìm việc làm hay không? Trường có hỗ trợ nhiều về việc làm hay không? Thì Alex xin trả lời rằng có các bạn nhé. Trường đại học Sydney hỗ trợ rất là nhiều về việc làm cho các bạn học sinh sinh viên. Đó là lý do vì sao trường được đứng thứ nhất tại nước Úc và đứng thứ tư trên toàn cầu, chỉ đứng sau cả ba trường thôi là MIT, Stanford và UCLA về đầu ra Việt Nam. Và đó là một trong những niềm đại học Sydney luôn tự hào. Sinh viên của chúng tôi vượt mặt tất cả những trường trong Ivy League, Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, no. Chúng tôi là vượt hạng tất cả những trường đấy về đầu ra Việt Nam. Và một điều rất là quan trọng nữa, trải nghiệm của các bạn học sinh không chỉ dừng lại tại đất nước Úc. Khi các bạn đi du học, các bạn cũng sẽ thông qua rất là nhiều những chương trình exchange để các bạn có thể trải nghiệm những đất nước khác ngoài Australia nè các bạn nhé. Ví dụ exchange nghĩa là sao? Ví dụ là sẽ có 10 sinh viên của trường đại học, ví dụ là NYU chẳng hạn sang Sydney, sẽ có 10 sinh viên của Sydney sang NYU học trong một kỳ hoặc là một năm, từ đó gọi là chương trình exchange, chương trình trao đổi sinh viên. Exchange này có gì hay? Các bạn sẽ được học một kỳ hoặc một năm tại trường đại học đối tác của Sydney mà không phải đóng bất kỳ lệ phí. Chắc là các bạn cũng biết một trường đại học mà có đồng hạng với đại học Sydney trên bảng xếp hạng trên thế giới thì thường học phí nó sẽ đắt tiền hơn rất nhiều so với đại học Sydney, đúng không ạ? Học phí đại học Sydney hiện tại nếu mà quy ra đô la Mỹ nha, tầm khoảng chừng từ 30-35 nghìn đô la Mỹ. Trong khi đấy NYU, New York University, đúng không các bạn ha, thì các bạn thấy rằng học phí của họ sẽ khoảng chừng từ 50-70 nghìn đô Mỹ cho cùng một chuyên ngành, tức là khoảng gấp đôi đại học Sydney. Bạn không phải đóng trên lệ phí đó, bạn chỉ đóng học phí đại học Sydney thôi, bạn được học trọn vẹn một kỳ hoặc một năm tại trường đại học đối tác kia. Và có rất nhiều trường đối tác, có hơn 300 trường đối tác ở hơn 43 quốc gia khác nhau cho các bạn du học, cho các bạn có thể tìm hiểu những trải nghiệm khác nhau nha, và không phải đóng trên lệ phí đấy. Rất khuyến khích các bạn tham gia chương trình trao đổi sinh viên. Và để làm những giới thiệu sơ qua về trường đại học Sydney, và sâu hơn nữa Alex xin được phép nói về khoa kinh doanh của trường đại học Sydney. Thì khoa kinh doanh của trường đại học Sydney là một trong những khoa rất lớn, thật sự là rất lớn nhất nhiều của đất nước Úc đấy các bạn ơi. Có hơn 12.000 sinh viên đang học ở đây riêng khoa kinh doanh thôi, và có hầu hết tất cả các nhóm ngành các bạn có thể nghĩ ra trong đầu về những ngành kinh doanh, kinh tế, tài chính, kế toán, phân tích kinh doanh, tất cả mọi thứ đều có tại đây.
Và một điều rất là đặc biệt, chúng tôi là một trong những trường đại học có thứ hạng cao nhất toàn châu Đại Dương mà có được danh hiệu gọi là Triple Crown, nếu các bạn có tìm hiểu ha. Triple Crown nghĩa là gì? Có những cái công một cái tổ chức chuyên đánh giá những cái business school trên toàn cầu, ví dụ là AACSB, AMBA hay là Equis chẳng hạn, một trong những tổ chức mà đánh giá là trường đấy dạy những ngành kinh doanh có tốt hay không và chất lượng đào tạo ra sao để có được cái danh hiệu này. Thì trường Sydney vinh dự là trường đại học có thứ hạng cao nhất toàn châu Đại Dương mà có được cả ba danh hiệu đấy. Và với tấm bằng của trường đại học Sydney với Triple Crown đấy, các bạn có thể đi bất kỳ nơi nào trên thế giới tìm việc làm, và tấm bằng của các bạn sẽ không sợ bị thua thiệt một trường đại học ở đất nước sở tại nào đấy. Ví dụ bạn tốt nghiệp từ Úc ra, bạn đi Mỹ, bạn đi châu Âu, bạn đi châu Á, thì với tấm bằng của đại học Sydney bạn có thể vượt trội hơn hẳn tất cả những trường đại học khác ở đất nước sở tại đấy các bạn ha. Thì đấy là giới thiệu sơ qua về trường đại học Sydney. Trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là trường đại học Sydney đã và đang có những hỗ trợ gì cho các bạn sinh viên để các bạn có thể tìm được việc làm, cũng như rằng là việc làm không, việc làm là việc làm ngon với các bạn ơi, việc làm tại Úc, việc làm trên thế giới mà mức lương cao nữa, thì trường Sydney đã có những hỗ trợ gì đặc biệt. Thì chắc là Alex Sơn được phép mời thầy Stephen Hitchcock có thể chia sẻ những thông tin cụ thể này nhé. Trước tiên chúng ta phải hiểu xem rằng là ở trường Sydney có những hỗ trợ gì, cũng như là cái định nghĩa của việc hỗ trợ đó, bởi vì có rất là nhiều những cái nhóm ngành và rất là nhiều cái dịch vụ khác nhau, và mỗi dịch vụ như vậy sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau cho cơ hội nghiệp của các bạn. Thì thầy Stephen sẽ trả lời cái này cho các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ nói qua về chương trình Work Integrated Learning. Work Integrated Learning là gì? Tức là một cái chương trình dành cho các bạn học và thực hành song song cùng một lúc. Thì thầy Stephen sẽ trả lời chi tiết. So Stephen, can you tell our audience a little bit about Work Integrated Learning? What is Work Integrated Learning? Work Integrated Learning is a type of education that focuses on ensuring that students are career ready. Yeah, thì Work Integrated Learning là một cái chương trình giáo dục mà trường đại học Sydney được xây dựng để cho các bạn học sinh sẵn sàng có cơ hội nghề nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. Mm-hmm. One of the things that we do is at the University of Sydney Business School, we have a special team that I work on, which is set up to ensure that all students have access to take a program at some point during their study. Yeah. Và một điều mà thầy Stephen Hitchcock và trường Sydney Business School rất là tự hào rằng là thầy có hẳn một team riêng, một đội riêng chuyên hỗ trợ cho học sinh có thể có những cái access, có thể có những cái cơ hội được tham gia chương trình Work Integrated Learning này tại một số thời điểm nhất định nào đấy trong cái tấm bằng của các bạn, cho dù là ở bậc đại học hay thạc sĩ. Có nghĩa rằng là bạn muốn thực tập sớm, thực tập trễ, thực tập muộn gì đấy là tùy theo cái nhu cầu của bản thân mình, và trường luôn sẵn sàng có một cái team luôn hỗ trợ cho các bạn tìm thực tập. So students have options. You can do things ranging from a consulting project with a live organization to you do an internship at an organization, and you'll even have opportunities to get on a plane and we go overseas together for a few weeks and we learn how business is done in other countries. Yeah. Và một cái mà thầy cũng một chia sẻ ở Alex thấy rất là hay, đó là các bạn học sinh có thể có những cái chương trình thực tập thực tế, những cái project thực tế với những công ty đối tác của trường đại học Sydney. Bạn sẽ là một phần, một cái team trong công ty đối tác đó để làm những cái project như vậy, hoặc thậm chí rằng bạn học sinh nào giỏi, bạn có thể đi nước ngoài, mà tại vì Sydney có đối tác không chỉ tại Úc không thôi các bạn nhé, mà còn ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Các bạn có thể lên máy bay bay đi nước ngoài để làm cái project đấy với những công ty đối tác ở Mỹ, ở châu Âu, châu Á chẳng hạn nhé. I think ultimately what we want to do is ensure that students, you know, obviously learn a great deal and they have a good learning experience, but that they also walk away knowing that they are prepared to go into the workforce and have a career that is meaningful and exciting to them. Yeah. Một điều mà thầy cũng muốn nói nhấn mạnh rằng là khi mà các bạn học ở trường đại học Sydney, các bạn không chỉ học được lý thuyết không thôi, mà trường còn mong muốn các bạn rằng sẽ có một cái nghề nghiệp, một cái nghề các bạn nhé. Các bạn sẽ có một cái nghề mà và quan trọng cái nghề đấy mình sẽ phải yêu thích và có thể theo đuổi trong suốt cuộc đời của mình. Do đó thì là trường Sydney mong muốn các bạn khi tốt nghiệp ra, các bạn sinh viên sẽ có một cái là career ready, các bạn sẵn sàng để tìm việc làm và làm yêu thích với bản thân của các bạn. Lovely. So what is experience and career outcomes that you can expect from this program? We have a range of options available. I think for junior students, we tend to offer consulting type projects. And as students get more senior, we look to help embed them in organizations and have on-the-ground experience. Yeah. Thì có rất là nhiều những dạng chương trình khác nhau các bạn nhé, và có những cái outcome cũng sẽ khác nhau tùy theo cái mức độ mà các bạn tùy theo cái năm mà các bạn muốn vào chương trình đấy như thế nào. Ví dụ những bạn năm 1, năm 2 thì các bạn còn trong giai đoạn còn đang học đúng không ạ, thì các bạn sẽ có những cái chương trình gọi là consulting project chẳng hạn. Các bạn sẽ làm dạng như là những người tư vấn, những người hỗ trợ cho cái doanh nghiệp đấy mà phát triển một cái project nhất định nào đấy. Còn những bạn nào
nào senior hơn, những bạn nào ở những năm cuối chẳng hạn, thì cái chương trình Work Integrated Learning là những chương trình đấy sẽ hỗ trợ cho các sinh viên đến thực tế trong môi trường làm việc tại những công ty đấy luôn, để các bạn có thể trải nghiệm, học tập cũng như là tham gia làm việc với những công ty đối tác ở Sydney. Well, and the other thing worth saying is even for our assignments, we develop our assignments in consultation with industry. So we make sure that our assignments are authentic and they make sense and they help students develop the skills they will need day one in the workplace. Yeah. Và một điều quan trọng đó là các bài tập của trường Đại học Sydney, mà các bạn cũng biết rằng là những bài tập sẽ rất là đa dạng, và những kỹ năng thuyết trình, và những bài tập nhóm, bài tập vân vân, thì đa phần những bài tập này đều sẽ được làm việc chung với lại những công ty đối tác, tức là những thầy cô này đã phải ngồi ở những công ty đối tác của trường xây dựng bài tập này, làm sao cho những cái nội dung kiến thức cũng như là cái yêu cầu của bài tập đó liên quan thực tế đến những cái việc đang xảy ra trong doanh nghiệp ngoài kia, ngoài xã hội, để các bạn có thể áp dụng những kiến thức mà các bạn học đấy, các bạn có thể tham khảo được rằng là à, bài tập này cho các bạn những cái điểm lợi gì để các bạn có thể sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp ngay lập tức các bạn khác. Okay, lovely. So besides work integrated learning, I also know that you have the experiential programs. So what are they? So it depends on what level you are at in your study. But as I mentioned before, we have a range of options available. Yeah. Tùy theo các bạn học sinh, có rất là nhiều những chương trình khác nhau. Bên cạnh work integrated learning, thì trường Sydney còn có rất nhiều những chương trình khác cho các bạn có thể tham gia và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Úc. Tùy theo các bạn muốn tham gia vào năm 1, năm 2, năm cuối hay các bạn nhé. Mm-hmm. Yeah. But all of the programs focus on having students working with and for industry. And the two words that we always use are authenticity and proximity, making sure students are working on real stuff with industry. Right. Một điều rất là quan trọng mà thầy muốn nhấn mạnh là cho dù cái level học, cho dù cái level của chương trình đấy là ở mức nào, ở mức căn bản hay mức cao cấp là như chương trình thực tập chuyên sâu, thì trường Đại học Sydney muốn nhấn mạnh là những cái trường này cho các bạn một cái trải nghiệm, một cái khả năng có thể làm việc với những công ty đối tác mà gọi là thực tế các bạn nhé, để các bạn có thể trải nghiệm được, các bạn thấy rằng là việc học phải đi đôi với hành, và đó là cái tiêu chí của trường Sydney cho các bạn học sinh sinh viên khác, để các bạn có thể ứng dụng ngay thực tế luôn sau khi tốt nghiệp. What we really encourage students to do is come and talk to us. We make ourselves available. I always have office hours where students can come and say, these are my goals. And as a teacher, as a lecturer, I'm always happy to sit down with students and find them an experiential program that makes sense for their goals and where they're at. Một điều quan trọng nữa là Alice cũng muốn nhấn mạnh lần này, đó là các bạn học sinh hãy đến và trao đổi trực tiếp với các thầy cô giảng dạy các bạn tại trường Đại học Sydney, và nói cho thầy cô biết rằng là